chơi lầy luôn đã. Rồi, nào mình cùng lầy lầy, chúng ta cùng lầy lầy lầy. Ôi, chọn cái đầy máu luôn. Hay trước đầu game đép lỗi lắm. Đấy, chúng mày giết đi. Chúng mày giết tao đi. Chán rồi chú. Quảng chết mà. Khỏe à mày? Mày khỏe không? 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 Rồi con này nó cũng lầy nè anh em. Thì người đánh nhau chừng nào chết. Ôi ôi, Victor nó chọn cái chết luôn kìa. Ôm mày teo. Tao phải ôm mày teo. Ui kêu một phát là kêu hai luôn này. Ừ rồi. Boom! 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 Chết mẹ mày! Chết mẹ mày hết! Chết mẹ hết! Chết mẹ hết! Quạt thấy mẹ hết! Nhơn! Ý, nó quạt kêu trước rồi! Công ty kìa! Lên rồi! Thấy ra, nó giết con kêu của mình rồi! Chạy con Revenge các bạn ơi. Sáu hiệp sĩ mình không có bút rồng, mình gặp AP nè. Gặp AP đâu quá à? Gần đi rồi. Đặt rồi. Kêu ba cái gì em ơi? Kêu ba gì nổi? Lên chết kiếm con Revenge đi nhỉ. Rồi, quạt được rồi, bố mày quạt được rồi. Bố mày quạt được, con cờ hó này. Bố mày quạt được, đi. Đẹp. Chết mẹ, nhìn cái màu này nghi nghi quá các bạn ơi. Cái màu này nghi nó chói đến chết rồi. À, con kia nó chỉ là chói thôi. Hư này. Ôi ôi, tưởng gì? Game dễ mà lẹ luôn, tưởng gì? Tưởng như nào? Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình test tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.